Xin chào mọi người. Ở những ngày mưa gió kéo dài như thế này thì chiếc máy giặt có sấy của Nhật thực sự phát huy tác dụng của mình. Trước mắt các bạn là mẫu máy giặt Hitachi BDS7400, dòng máy giặt cao cấp của Hitachi. Tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng cái dòng máy giặt này. Đây là màn hình LCD bằng điều khiển. Các bạn có thể thấy là trước mắt các bạn là một mẫu máy giặt rất là mới. Đây là chỗ để xà phòng, nước xả, nước tẩy. Đây, máy này thì tôi đang để giặt rồi. Máy vừa sấy xong, trong lòng nồng lượng quần áo rất là lớn. Máy đã vừa sấy khô sản phẩm, chúng ta không cần phơi. Đấy, tôi sẽ lấy thử một sản phẩm ra xem. Đây, tôi giặt cả quần áo sơ mi để các bạn có thể thấy. Đây, quần áo sấy xong cũng không nhỏ. Đấy, không hề nhiều, lượng đồ rất lớn. Nếu như các bạn giặt quần áo sơ mi thì các bạn không nên cho nhiều đồ như tôi, các bạn nên cho ít thôi thì quần áo sẽ không bị nhiều. Dưới đây là khay rác. Khay rác chúng ta hãy vệ sinh nó định kỳ. Dòng này có cái của Hitachi thì lồng nó to thì giặt nó chống nhăn tốt. Đây, tôi sẽ bật máy lên. Bật máy. Và đây là ba chương trình giặt: giặt thường, giặt sấy và sấy không. Đấy, các bạn chỉ cần bật lên và chọn ba chương trình theo mình mong muốn và để máy chạy chế độ tự động. Vì máy có hệ thống cảm biến thông minh Eco, nó sẽ tự điều chỉnh lượng nước và tự điều chỉnh mọi thứ cho phù hợp nhất. Sau đó chúng ta chỉ cần ấn khởi động là xong thôi. Vâng, các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật số 6 ngõ 24 Hoàng Quốc Việt. Chúng tôi mới chuyển từ số 15 ngõ 81 Hoàng Long Quân về đây. Và các bạn có thể tham khảo trực tiếp trên website kho hàng nhật bãi.vn hoặc là trên fanpage Facebook là hàng nội địa Nhật Shop Fresh House, hoặc liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0966 937 999. Cảm ơn các bạn.